Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Misu và Hương Việt Nam Châu. Theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì Misu hôm nay sẽ làm video để chia sẻ món gà sốt dầu hào cùng với Misu nha. Mỗi khi thì Misu chỉ có viết công thức trong Hương Việt Nam Châu thôi, nhưng rất nhiều bạn hiện nay là đang muốn làm mà tìm khó quá vì viết rất là nhiều bài. Cho nên Misu làm video để cho các bạn có thể dễ tìm ở trên này. Đây là nguyên liệu để chúng ta làm. Gà sốt dầu hào thì các bạn có thể làm với bằng hai phần. Một là các bạn dùng với drumstick hay là cái tỏi gà như thế này, là nguyên liệu Misu định lượng cho 6 cái đùi như thế này. Hoặc là ngon nhất chính là cái má đùi này này, là 6 cái má đùi hoặc là 6 cái tỏi gà như thế này nha các bạn. Công thức cho 6 cái. Và các bạn có thể dùng với nồi chiên không dầu hoặc là chiên trên chảo cũng được. Sau đó chúng ta sẽ dùng nước sốt. Còn nguyên liệu ở đây chúng ta có cho 6 cái đùi, đó là 2 tablespoon tinh bột bắp hoặc là tinh bột khoai tây. Nguyên liệu tiếp theo đó là 1 teaspoon gia vị, 1 teaspoon bột hành, 1 teaspoon bột tỏi, và cái phần đỏ đỏ các bạn nhìn thấy đó là 1 teaspoon của cái bột ớt bột Hàn Quốc để cho nó lên màu, hoặc là bột paprika, hoặc các bạn cho bột dầu điều nha. Và 1 teaspoon hạt tiêu. Giờ thì chúng ta cho hết cả thịt vào một cái âu to để chúng ta đi ướp nha. Đây mình sẽ cho vào đây. Và phần gia vị vừa nãy Misu nói là chúng ta sẽ cho vào đây. Phần bột chúng ta cho vào đây. Và chúng ta sẽ đảo đều lên nha các bạn. Các bạn nhìn thấy là phần gia vị và phần bột tinh bột bắp là Misu đã trộn đều lên, và các bạn đã nhìn thấy gà đã bắt đầu lên cái màu, đó là nhờ cái màu của bột ớt Hàn Quốc đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắc bếp và chúng ta sẽ chiên sơ gà, sau đó chúng ta sẽ làm sốt nha các bạn. Nào, chúng ta sẽ cho chảo lên bếp. Và chảo nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vào chảo. Các bạn cho khoảng độ 2 tablespoon thôi. Các bạn không cần cho nhiều nha, bởi vì là gà này các bạn chỉ có chiên sơ qua thôi, và Misu cũng không thích nhiều dầu mỡ, cho nên là chúng ta chỉ cho một ít thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ cho gà vào chảo này, và cho cái phần mặt có da xuống trước nha các bạn. Chúng ta sẽ dán cái phần chiên cái phần má đùi này trước, còn lại cái tỏi gà thì Misu cho nó vào trong air fryer. Và chúng ta để lửa vừa thôi nha các bạn, đừng để lửa to quá là nó xém mất cái mặt da đó. Chúng ta vừa để cho cái da nó lên màu đẹp, mà vừa thịt nó vừa chín tới nó ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và xem để lật mặt gà lên nhé. Các bạn nhìn thấy phần da gà vàng đẹp ngon chưa các bạn? Sẽ chiên lớp cái mặt sau này. Sau khi đó thì chúng ta sẽ so sánh với lại air fryer khi mà Misu dùng để Misu chiên 6 cái tỏi gà xem nhé. Màu vàng đẹp không các bạn? Đó,
trong khi đợi gà chúng ta đang chiên ở trên chảo thì chúng ta sẽ làm nước sốt cùng misu nhé. Đây là một một nhánh tỏi nhỏ, một nhánh gừng nhỏ. Chúng ta sẽ cắt gừng ra. Và chúng ta sẽ đánh nhỏ gừng ra các bạn. Và rồi chúng ta sẽ cho vào đây gừng này. Và các bạn nhìn thấy đã là gà sốt dầu hào thì chúng ta sẽ không thể thiếu dầu hào, đúng không ạ? Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ cho phần nguyên liệu khô trước này, là 1 tablespoon đường vàng hay đường nâu. Đường càng sẫm màu á thì cái màu gà nó lên sẽ càng đẹp nha các bạn. Và đây là 3 tablespoon dầu hào. Misu đã đong trước rồi vì là cái dầu hào này nó hơi dày một chút. Tablespoon dầu hào này. Và nước 3 tablespoon dầu hào thì cũng là 3 tablespoon nước. 1 2 3 nữa này. Chúng ta cần phải cả rượu nấu nữa. 1 tablespoon rượu nấu. The cooking wine. Tablespoon. Tiếp theo là mật ong. Mật ong đi với dầu hào luôn luôn rất là ngon. Nếu như các bạn không có mật ong á thì các bạn sẽ cho bằng hết bằng đường cũng được nha các bạn. Là một nửa tablespoon mật ong. Tiếp theo là dầu mè hay dầu vừng. 1 tablespoon. Rất là ngon đấy các bạn. Tiếp tục. Đây là tỏi bằm, Misu đã bằm sẵn rồi, là 1 teaspoon tỏi bằm chúng ta cho vào đây. Ok. Misu sẽ ghi tất cả các định lượng này xuống phía dưới nhé, để cho các bạn nhớ. Và các bạn làm cân đong như này. Và chúng ta sẽ quậy đều lên. Phần sốt này nếu như các bạn muốn ăn nhiều hơn thì các bạn sẽ gấp đôi phần sốt lên nhá. Còn đây là dành cho 6 cái tỏi gà hoặc là 6 cái miếng má đùi. Hoặc các bạn có thể gấp đôi cái phần sốt này lên để các bạn có nước sốt để các bạn dưới lên mì hay dưới lên cơm hay dưới lên bún các bạn ăn. Các con là thích cái nước sốt này lắm. Tiếp theo còn lại phần cuối cùng đó là chúng ta có phần một phần phụ thêm như thế này, đó là 2 tép tỏi này. Chúng ta không bằm. Ok. Chúng ta sẽ thái nhỏ ra. Thái lát như này các bạn. Và hành. Hành thì các bạn thái vát như mình xù như thế này này. Đó. Chúng ta sẽ thái vát như thế này. Chúng ta chỉ lấy phần xanh thôi. Các bạn nhìn thấy sẽ được cái miếng này thái vát như thế này. Và phần tỏi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm sốt.
Misu đã gắp hết cả gà ra rồi. Và bây giờ đây các bạn nhìn thấy, đây là phần tỏi gà Misu cho air fryer. Và air fryer thì các bạn cho ở 350 độ F và khoảng độ 20 phút nha các bạn, mỗi mặt 10 phút hoặc là 25 phút, tùy theo đùi to đùi nhỏ. Bây giờ Misu sẽ cho lại vào trong này. Các bạn nhìn thấy, nãy chúng ta chỉ cho 1 tablespoon dầu thôi mà cái mỡ gà nó đã chảy ra, cho nên là các bạn phải cho ít thôi nha. Còn đây là phần mà các bạn nhìn thấy, đây là phần má đùi gà chúng ta đã chiên xong, bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây. Và đây là phần sốt mà chúng ta vừa mới chuẩn bị sẵn, các bạn sẽ đổ lên vào trong này. Các bạn vặn nhỏ lửa và đun lửa liu riu để cho cái phần sốt dầu hào này nó ngấm vào gà nha các bạn, chứ đừng đun lửa to. Khi phần hỗn hợp nước sốt này nó sôi lại thì bắt đầu các bạn sẽ nêm nếm lại một lần nữa xem vừa với khẩu vị của gia đình chưa. Misu nghĩ là theo của Misu như thế này là ngon lắm rồi. Thế còn tùy các gia đình có thể ăn mặn hơn, ăn ngọt hơn thì các bạn sẽ cho thêm vào nha. Bây giờ chúng ta sẽ để cho cái nước sốt này nó ngấm vào gà, đun lửa vừa thôi, chúng ta đợi nó sôi lên lại, chúng ta nêm nếm lại và chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa xuống. Đấy các bạn, chỉ khoảng độ 5 phút thôi, các bạn nhìn thấy là nó sôi lại, chúng ta vặn nhỏ một cái. Các bạn đun kẹo kẹo cái đó, các bạn nhìn thấy màu của thịt gà sốt dầu hào lên đẹp không các bạn? Đấy, và muốn cho để cho chúng ta bày cho nó đẹp ấy, sau khi chúng ta lật thì trước khi chúng ta tắt bếp thì chúng ta lại cho lại cái da này xuống một chút lần nữa để cho nó lên màu đây này. Đi xuống xuống này, các bạn nhìn thấy chưa? Ta cho xuống cái sốt này lên màu da luôn, đẹp không các bạn đây này. Đó, thế và các bạn nhìn thấy vẫn còn chút sốt như thế này nha các bạn. Sốt ngon không ạ? Vẫn còn như thế này. Và chúng ta để chúng ta còn dưới lên, chứ các bạn đừng để đun khô quá. Nhưng các bạn đun liu riu lửa thì nó sẽ được như thế này. Và công đoạn cuối cùng là phần tỏi mà chúng ta thái ra nè, chúng ta sẽ cho vào đây. Đấy, cái chỗ hành xanh mà các bạn thái vát này, chúng ta sẽ cho một nửa cũng cho vào đây. Và chúng ta sẽ rắc tí mè lên. Đó, xong rồi đấy các bạn. Thì chúng mình sẽ chỉ có bày ra đĩa thôi.